Rồi tiếp theo là bốn cây 300, trong này có một cây sâm núi trái này, cái tàn ở đây đó. Cây sâm núi trái là một, hai là một cây sâm hương ôm đá đó. Đó. Ba là một cây sâm hương ôm vô cái tháp về mở nhôm ra nha anh em, cây này quấn vô lâu lắm rồi đó. Nằm trong cái dĩa của Nhật luôn. Cây số 4 cũng là sâm hương ôm đá luôn này. Đó. Rồi 4 cây 300 nha. Rồi đây cây sâm núi, đây sâm núi. Rồi cây 300. Rồi xin kết thúc 4 cây 300.